Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin giao thông an toàn được phát sóng hàng ngày trên VTC14. Mở đầu bản tin ngày hôm nay là những thông tin giao thông đáng chú ý. Hàng chục nghìn phương tiện kinh doanh vận tải bị phạt nguội qua dữ liệu thiết bị giám sát hành trình kể từ khi đưa thiết bị này vào sử dụng và phục vụ công tác quản lý hoạt động vận tải. Nhờ có dữ liệu từ đây thì những người vi phạm đã chấp hành chịu phạt một cách tự nguyện, đồng thời ý thức tuân thủ pháp luật cũng vì thế mà tăng lên. Theo thống kê, hiện nay 100% địa phương đã sử dụng dữ liệu từ hộp đen để phạt nguội. Mọi vi phạm của tài xế trên đường đi đều được ghi lại và tự động lưu giữ trong dữ liệu của Sở Giao thông Vận tải các địa phương và Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Trong đó, các Sở Giao thông Vận tải có trách nhiệm chính trong giám sát, xử lý, thu phù hiệu những xe vi phạm. Hiện Tổng cục Đường bộ Việt Nam đang xây dựng hệ thống bản đồ số nhằm mục đích nâng cao hơn nữa hiệu quả của việc sử dụng thiết bị giám sát hành trình để phạt nguội. Khi có bản đồ số, việc xác định các vi phạm sẽ rất cụ thể, chi tiết, do đó buộc tài xế phải chấp hành quy định tốc độ trên từng cung đường. Sau một thời gian thực hiện, dự án camera trực tuyến giám sát giao thông trật tự đô thị đã bước đầu phát huy hiệu quả và ngày càng được hoàn thiện. Nhờ công cụ này, mọi người dân ở Đà Nẵng đều có thể tự mình giám sát đô thị trực tuyến. Theo đó, người dân có thể truy cập vào địa chỉ camera.0511.vn và quan sát các khu vực như là cầu vượt ngã ba Huế, cầu sông Hàn, cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý, bãi biển Phạm Văn Đồng để cập nhật tình hình giao thông, an ninh trật tự thông qua hình ảnh được phát trực tiếp. Tại giao diện chính của website, người truy cập tùy ý chọn các góc quay tại những điểm có biểu tượng máy quay màu đỏ. Thông qua hình ảnh từ camera, mỗi người dân có thể thấy được các điểm ùn tắc, mất trật tự để đưa ra phương án di chuyển trước cho mình. Hình ảnh được lưu lại từ camera còn giúp cho cơ quan chức năng xử lý nhanh các tình huống và điều tra nguyên nhân của các vụ tai nạn. Thông tin từ Sở Giao thông Vận tải Đà Nẵng cho biết, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, dự án xây dựng hầm chui phía tây cầu sông Hàn sẽ được đẩy nhanh triển khai. Dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào tháng 4 năm 2017. Theo sở này, hầm chui này đã được khởi công vào tháng 6 vừa qua, nhưng vì nhiều lý do, đến sáng ngày 7 tháng 9, công trình mới chính thức khởi công. Do đó, các đơn vị thi công được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công để dự án đi vào hoạt động vào tháng 3, chậm nhất là tháng 4 năm 2017, để kịp đưa vào phục vụ tuần lễ cấp cao APEC 2017. Hiện công tác giải phóng mặt bằng đang được gấp rút triển khai. Để phục vụ công trình, có 23 hồ sơ giải tỏa được duyệt và đang trong giai đoạn áp giá đền bù. Liên quan đến việc đơn vị thi công ngăn đường gây hỗn loạn giao thông vào sáng ngày 7 tháng 9, đại diện Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng thừa nhận thiếu sót trong việc thông tin tuyên truyền và hứa sẽ khắc phục bằng nhiều biện pháp cụ thể. Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2018 sẽ tiến hành kiểm tra khí thải với xe máy tại 5 thành phố là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng và Hải Phòng. Những xe không thực hiện sẽ bị xử phạt hành chính. Theo Bộ Giao thông Vận tải, đa số các ý kiến nhất trí lộ trình được thực hiện trước đối với các xe mô tô loại có dung tích xi lanh lớn từ 175cm khối trở lên để đánh giá, rút kinh nghiệm, không áp dụng đối với xe mô tô trong 5 năm đầu sử dụng, không áp dụng với xe công an, quân đội, xe phục vụ người khuyết tật. Thời hạn kiểm định khí thải là 1 năm một lần, thời gian kiểm khí thải trung bình khoảng 15 phút một xe. Xe sau khi được kiểm tra đạt chuẩn sẽ được cấp giấy chứng nhận và dán tem xác nhận. Xe có kết quả kiểm tra không đạt chuẩn phải được bảo dưỡng, sửa chữa hoặc nâng cấp. Đặc biệt các xe có giấy chứng nhận, tem kiểm tra khí thải còn thời hạn sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính. Dự kiến chi phí kiểm tra khí thải người dân phải chi trả là 60.000 đồng một xe một năm. Thưa quý vị, như vậy là đường hàng không cao tốc trục Bắc Nam đã chính thức đi vào hoạt động từ ngày 18 tháng 8 vừa qua. Đây cũng là hệ thống bay đang được các nước tiên tiến trên thế giới áp dụng, ưu tiên cho các chuyến bay có cự ly bay dài ở mức bay tối ưu. Và theo nhiều chuyên gia thì cái được nhất chính là an toàn hơn. Tổng công ty quản lý bay Việt Nam cho biết, vùng thông báo bay của Việt Nam có mật độ bay, tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới với lưu lượng trên 2.000 chuyến bay mỗi ngày. Riêng đường bay trục Bắc Nam của Việt Nam đang được xếp là một trong các đường bay có lưu lượng hoạt động nhộn nhịp nhất thế giới, có gần 700 chuyến bay mỗi ngày, chiếm khoảng 35% toàn mạng đường bay của Việt Nam. Trước đây, trục bay Bắc Nam khai thác hỗn hợp hai chiều, nguy cơ đối đầu là có thể xảy ra. Tuy nhiên, việc phân tách thành hai luồng bay riêng biệt trong đường hàng không cao tốc sẽ nâng gấp đôi năng lực vận chuyển hàng không, giải tỏa được các xung đột về quỹ đạo bay và không bị tắc nghẽn trên vùng trời. Theo các chuyên gia hàng không, về hiệu quả khai thác, với đường bay một chiều ở độ cao tối ưu sẽ tiết kiệm được khoảng 1% nhiên liệu và giảm được 1-2 phút bay trên toàn lộ trình Bắc Nam. Tuy nhiên, quan trọng hơn là an toàn bay được nâng cao.
toàn tỉnh Khánh Hòa hiện có 60 bến thủy nội địa, trong đó có khoảng 20 bến chưa được cấp phép hoạt động và đang bị xuống cấp, không đảm bảo các điều kiện về an toàn kỹ thuật. Trước nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông đường thủy, thì việc tăng cường công tác kiểm tra của lực lượng chức năng sẽ góp phần quản lý chặt hoạt động, từ đó góp phần hạn chế các sự cố gây ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của người dân và du khách. Hoạt động du lịch tại Khánh Hòa phát triển mạnh. Một số bến thủy nội địa ngoài mục đích phục vụ dân sinh còn được kết hợp phục vụ du khách đi tham quan, vui chơi tại các xã đảo. Do sự tăng nhanh của các loại hình dịch vụ này đã làm cho tình hình trật tự, an toàn giao thông tại các bến thủy nội địa đã và đang có những diễn biến phức tạp. Trong đó nổi lên tình trạng bến thủy nhỏ lẻ, manh mún, trái phép. Bến không đủ điều kiện an toàn về kết cấu hạ tầng vẫn đang tồn tại. Để rồi quản lý một cái giống như một doanh nghiệp để quản lý cái bến thủy nội địa mà chỉ thực hiện cái quản lý nhà nước liên quan đến hoạt động cái bến cảng đó. Và hiện nay thì địa phương cũng liên hệ với các cái đơn vị cơ quan để rồi tổ chức quản lý cho nó đảm bảo về an toàn giao thông cũng như đảm bảo về mặt tiêu chuẩn kỹ thuật. Các bến tàu du lịch, hoạt động dân sinh thì nói chung về du lịch thì nói chung vì trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa là đa số là cũng chấp hành tốt. Dân sinh thì theo địa phương báo cáo thì một ngày có một chuyến nên cái lưu lượng coi như là quản lý của địa phương cũng còn hạn chế. Thì qua đó cũng đoàn cũng hướng dẫn cái địa phương thì nên cái cách nào quản lý như nó cho nó tốt. Qua rà soát, hiện nay tại Khánh Hòa có một số bến thủy nội địa không đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn, chưa được đầu tư xây dựng kiên cố, hoạt động mà chưa được cấp phép. Những yếu tố này là nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông đường thủy có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Qua cái đợt này chúng tôi cũng đã tuyên truyền cho ủy ban xã và các chủ bến nói chung về cái trách nhiệm của chủ bến theo quy định pháp luật, thì mong rằng sau những cái lần như thế này thì cái ý thức của những cái chủ bến sẽ tăng lên. Để nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý nhà nước đối với bến thủy nội địa, thời gian tới Khánh Hòa cần phải tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, trang bị dụng cụ cứu nạn cứu hộ, đẩy mạnh tuyên truyền luật giao thông đường thủy nội địa và thường xuyên tổ chức đoàn thanh kiểm tra liên ngành nhằm xử lý triệt để các trường hợp vi phạm theo quy định. Dự án công trình đê biển bãi ngang thuộc huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An với chiều dài 9,1 km và kinh phí hàng trăm tỷ đồng được thi công từ năm 2009. Qua 7 năm triển khai thi công, cho đến nay thì công trình vẫn đang thi công dang dở. Từ năm 2014 cho đến nay, công trình dừng thi công đã làm ách tắc hệ thống giao thông, hệ thống tiêu úng và gây ô nhiễm môi trường lớn. Đặc biệt là đến mùa mưa lũ thì các cống điều tiết đều không phát huy được tác dụng, không ngăn được chiều cường, không tiêu thoát được nước, gây thiệt hại đến sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân. Đây là công trình đê biển với chức năng chắn sóng, ngăn mặn khi có chiều cường, đồng thời tiêu úng khi có mưa to gây ngập lụt. Song công trình đang dang dở đã gây khó khăn trong công tác phòng chống thiên tai, bão lụt tại các xã Quỳnh Bảng, Quỳnh Nghĩa, Quỳnh Lương và Quỳnh Minh. Và cũng chính tuyến đê này, giờ đây lại là hậu quả làm ngập úng, xâm nhập mặn gây thiệt hại hoa màu và ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Bên đi chứ nộ của nhà bị lụt, nên mà tôi vì ngày hai mở lên lụt lồi thế nên lồi trong nhà tan đường. Sau khi con đường này có cái đường mộc mặt cái thì đến bây giờ là nhân dân gần hơn một chục năm rồi, người ta đã thấy được khổ, rất là khổ về cái chuyện tức là con đường này bị chắn. Thì đó là một cái đặc điểm như vậy. Và thứ hai nữa thì nhân dân có nguyện vọng tức là mở thông, có cái lối thoát để cho nhân dân tức là khi mà coi như là hàng năm mưa lụt là coi như người ta thoát được. Gia đình chị Hồ Thị Phú ở xóm 8 xã Quỳnh Lương có đến 7 sao đất trồng hoa màu là nguồn thu nhập chính cho gia đình. Nhưng đến thời điểm này, chị cũng vội vàng thu hoạch những luống rau còn lại và để đất trống chờ đến sau mùa mưa lũ mới trồng lại. Hắn ngập băng rồi chứ cũng không có nơi mà tiêu thoát, là nông dân mà tôi là như kiểu là muộn là chính quyền địa phương thì nói chung là các cấp các ngành là
làm thế nào để cho có cái cổng để tiêu thoát nước, để cho bà tôi sản xuất ra là nói chung là hắn cũng yên tâm. Hiện tại, tuyến đê biển này có 9 cống tiêu, có chức năng gạn chiều, tiêu úng, nhưng cống lại không có hệ thống cánh cửa đóng mở. Khi chiều cường lên, nước biển tràn qua, gây nhiễm mặn cánh đồng. Trong đó, có một cống chưa được triển khai. Mặt đê cũng đã xuất hiện nhiều đoạn lồi lõm. Chủ đầu tư dự án đê biển bãi ngang Quỳnh Lưu thì cho rằng do thiếu vốn nên phải lựa chọn các công trình trọng yếu để thi công trước, hạn chế phần nào thiệt hại trong mùa mưa lũ. Đặc biệt là vào cái mùa mưa lũ thì không tiêu úng được, nhân dân phải ngừng sản xuất hoặc là sản xuất ra thì bị thiệt hại do cái thiên tai mưa ngập lụt. Thứ hai, cái tuyến đê chưa hoàn thiện, do đó thì nhiều ổ voi, ổ gà, đường đất, nhân dân đi lại không được, cũng ảnh hưởng cho cái giao thông của nhân dân ở trong xã cũng như ở trong vùng Bành Hang nói chung. Công trình dang dở, một số cống tiêu nước sắt đã hoàn rỉ, bong chóc, miệng cống đã bị cát vùi lấp. Mùa mưa bão đang bước vào thời kỳ cao điểm, tuyến đê này không chỉ gây khó khăn đi lại mà lại tiếp tục gây ngập úng đất sản xuất và cây trồng. Bản tin giao thông an toàn ngày 14 tháng 9 của VTC14 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.